top up Free Fire, Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận áp tích chỉ 9k. Thưa chủ tịch, đây. Dự án của công ty mình với công ty Phương Trung thành công mỹ mãn ngoài sức tưởng tượng anh ạ. Ừ, tốt lắm, tôi cảm ơn cậu. Thế cậu thấy cái dự án mà mình chuẩn bị ký kết ấy, có ổn không? Thưa anh, nó cũng hợp lý anh ạ. Mà bây giờ cậu sang ngay công trình bên Long Biên xem như thế nào, rồi tí cô Thu đến tôi xem dự án đi sau. Vâng, thì tí em qua em đón anh nhá. Ờ. Em chào anh ạ. Cậu đi đi. Ngồi đi em. Anh ơi, đối tác lần này là công ty Đường Nằm đấy anh ạ. Ok, vậy thì nhất định lần này anh sẽ ký bằng được cái hợp đồng này, rồi công ty mình sẽ thoát khỏi được cái cảnh khó khăn bây giờ. Em tin anh sẽ làm được mà. À mà giấy tờ em chuẩn bị đủ chưa đấy? Đây anh ạ, giấy tờ ở đây ạ. Em làm đây rồi ạ. Tốt. Đó. Có vợ thích phết đấy. Nếu hợp đồng này thành công ấy, mình đi du lịch nhá. Nhất định rồi anh ạ. Xin lỗi, tôi nhặt tờ giấy bị rơi. Ơ, ngạc nhiên nhỉ? Lại là anh à? Thu! Sao anh lại đây? Em, đây là ai? Mày là thằng nào? Mà vặn vẹo người yêu của tao. Sao? Ai là người yêu của mày? Mắt mày mù à? Thì Thu là người yêu của tao. Sao lại thế? Em giải thích đi chứ. Thôi, đến lúc này tôi cũng chẳng thèm giấu anh nữa. Đúng rồi đấy, anh Thành là người yêu của tôi. Nhưng mình đang yêu nhau mà em. Yêu hả? Anh nghĩ sao mà tôi yêu anh? Anh nhìn lại bản thân mình đi. Tiền thì không có, tương lai thì không. Chạy Grab lương 3 cộng 3 đồng, làm sao mà lôi đổi tôi? Chạy Grab, nhưng đòi yêu với đương. Em phải cho anh thời gian chứ. Anh cũng cố gắng từng ngày đấy thôi. Thời gian hả? Cái thời gian đấy của anh ấy thì để một mình anh đợi thôi. Đừng lôi tôi vào. Bây giờ tôi với anh đường ai lấy đi. Ok, mình đi thôi anh. Mày nghe thấy rõ chưa? Đã nghèo ấy thì đừng có phải đặt mày yêu đương. Sau bao nhiêu năm tưởng như thế nào? À mà bây giờ vẫn chạy Grab chứ. Hôm nay cũng thời gian rảnh ra đây ngồi uống nước rồi đấy. Mà em ơi, chắc gì nó đã ra đây uống nước, hay là ra đây để giả vờ, rình mò, để trộm tiền của người khác. Em cũng thấy nghi anh ạ. Bày đặt dựng cảnh dơ tờ giấy cơ đấy. Trò này xưa rồi. Mà dạo này khổ sở lắm hay sao mà phải làm mấy cái trò đấy? Nhìn nó đương nhiên là khổ rồi. Sao? Dựng cảnh, dơ tờ giấy, rồi rình mò đồ đạc của người khác để ăn cắp à? Hai người mỉa mai tôi như vậy đã đủ chưa? Mỉa mai ư? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Mày nhìn lại mày đi. Nghèo hèn ấy thì vẫn hoàn kiếp nghèo hèn mà thôi. Mà ngày xưa anh nói sao cơ? Sẽ lo cho tôi một cuộc sống giàu có, yên ổn ư? Nếu mà tôi mà nghe theo anh ấy thì bây giờ chắc cũng đi trộm cắp nhanh rồi. Tôi không giàn dựng hay lừa lọc hay đi ăn cắp của ai hết. Hôm nay tôi có việc riêng ở đây và cũng không có thời gian để ở đây tranh cãi với hai người. Mày tính ăn cắp của bọn tao không được, tính chạy trốn à? Đúng rồi đấy, anh tính chạy trốn à? Tôi không phải là loại người ham vật chất như cô, nên tôi không phải đi ăn cắp của ai cả. Anh nói gì cơ? Cô dám tát tôi à? Tát thì sao? Loại nghèo hèn như mày ấy, giận như vậy là còn may đấy. Hai người sẽ phải hối hận với những gì hai người làm đấy. Hối hận hả? Để xem anh làm được gì. Bọn tao chưa sợ bất cứ đứa nào. Mà hôm nay bọn tao có cuộc làm ăn ở đây. Hôn hồn thì biến đi. Không thì tao gọi công an tới đây vô cổ cái tên cướp mày vào đồn đấy. Tôi không làm gì sai hết. Tôi không phải đi đâu cả. Hai người muốn gọi ai thì gọi. À cũng mạnh miệng phết nhỉ. Bày đặt ta đây lương thiện không làm việc xấu cơ đấy. Em gọi điện này. Dạ em nghe ạ. À vậy ạ? Nhưng em chưa thấy ai anh ạ. Dạ vâng ạ. Mà dạo này trông mày nghèo khổ phết nhở. Có nghèo ấy
thì bảo tao một câu, rồi tao giúp đỡ cho. Hai người nghe cho kỹ này, tôi không cần hai người phải giúp đỡ. Đã nghèo đã lát rồi còn mày đặt không cần ai giúp đỡ. Mà thôi, không cần hả? Tao nghĩ ấy, loại mày ấy nên rời khỏi quán này ngay đi. Không tao cho người đuổi mày đi đấy. Ok. Thế hai người có quyền gì mà đuổi tôi ra khỏi đây? Tao thích đây. Thưa chủ tịch, đây là bản báo cáo công trường. Vừa nãy anh giao cho em anh ạ. Sao? Anh là chủ tịch ư? Mày là chủ tịch á? Anh? Sao anh gọi nó là chủ tịch? Trông hai người có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Tôi tưởng vừa hai người bảo tôi là thằng ăn cắp cơ mà. Dạ, không, không phải như vậy đâu anh. Anh ơi, em sửa cái xe của em rồi anh ạ. Kìa, em xin lỗi anh ngay đi. Cậu cũng có vẻ biết điều đấy. Đương nhiên rồi anh ạ. Kìa, anh em xin lỗi đi. Anh Hâm à, em mà phải xin lỗi anh ta, em không xin lỗi đâu. Thôi, hai người không phải cầu xin gì nữa đâu. Nếu cứ làm sai rồi xin lỗi là xong ấy, thì những thằng giết người mày kia kìa, nó không phải ngồi tù đâu. Còn bây giờ, hai người chuẩn bị nhận hậu quả đi. Anh ơi, anh đừng làm vậy mà. Nếu anh làm như vậy, anh ơi, thôi anh ký hợp đồng cho bọn em nhá. Nếu mà không ký, công ty em phá sản mất. Kìa, xin lỗi anh ấy đi. Anh, mà em sai rồi, anh tha cho em nhá. Đó là việc của hai cô cậu. Mà tôi sợ hai người làm việc với tôi sẽ bị tôi rình rập lấy tiền đấy. Nên là ngày hôm nay sẽ không có một hợp đồng nào được ký kết ở đây đâu. Hai người về đi. Anh ơi, em xin lỗi thật rồi mà. Thực ra mình cũng đã từng yêu nhau mà. Yêu á? Yêu cái gì ở đây thế? Thực ra ngày đó do hoàn cảnh xô đẩy lên em mình làm như vậy. Giờ mình quay lại nhanh. Cái gì? Quay lại ư? Lúc tôi khó khăn nhất thì cô dùng bỏ tôi, cô theo những thứ xa hoa. Còn bây giờ tôi giàu sang, cô lại đòi quay lại. Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản nhỉ? Nhưng em hối hận thật rồi mà anh. Xin lỗi, tôi không phải là loại người thích dùng lại đồ cũ. Cô có biết là cái nhà với cô nó khác nhau ở chỗ nào không? Cái nhà nó có cửa, còn cô ấy thì không có cửa. Còn cậu kia, tôi nói cho cậu biết này, những thứ mà cậu thấy ấy, chưa chắc đã phải là sự thật đâu. Nên sống ở đời đừng bao giờ khinh thường người khác. Giờ tôi phải đi. Chào hai người. Anh!